Xin chào bác sĩ ạ. Chào Ngọc Diễm, chào Khánh Huyền và kính chào quý khán giả của chương trình Thành phố hôm nay. Khi mình đi du lịch xa thì mình cần chú ý đến những vấn đề gì và đặc biệt là mình cần chú ý đến những loại thuốc nào để có thể mang đi trong những chuyến như thế ạ? Thứ nhất thì chúng ta thấy rằng đó là những loại thuốc thông thường nhất mà có thể giúp cho những cái thành viên trong đoàn tận hưởng được những cái hạnh phúc cũng như thú vui trong cái chuyến đi du lịch của mình. Thuốc hạ sốt giảm đau mà thông thường nhất đó là paracetamol. Cái thứ hai là chúng ta sẽ chuẩn bị những cái loại thuốc mà nó liên quan đến đường tiêu hóa, ví dụ như một số loại thuốc mà trị những cái đau dạ dày, hay là những loại thuốc mà trị cái đau bụng, tức là đau bụng lăm răm cho nó làm tiêu hóa, hay những cái loại thuốc mà nó liên quan đến cái chuyện mà rối loạn tiêu hóa như tiêu chảy chẳng hạn. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba, cái loại thuốc tức là chúng ta hay gặp đó là cái loại thuốc say tàu xe. Bởi vì nếu chúng ta đi bằng xe hay là các phương tiện giao thông thì có một số người sẽ là không phù hợp lắm với cái chuyện di chuyển, đúng không? Có thể là bị buồn nôn, chóng mặt, nhức đầu. Đó là cái mà ta chú ý. Rồi cái thứ tư là cái loại thuốc mà nó liên quan đến cái vấn đề về dị ứng. Ngoài ra thì chúng ta còn chuẩn bị thêm một số cái vật tư khác, những cái loại dung dịch khử trùng khác. Ví dụ chúng ta chuẩn bị thêm về alcohol này, oxy già này, rồi có thể là băng keo cá nhân này, rồi có thể luôn cả cái vấn đề về một số cái bông băng hay là cồn gạt. Huyền thấy là một số gia đình cũng rất cẩn thận, ví dụ như trong những chuyến đi mà có các em bé chẳng hạn, thì các bậc phụ huynh lại đưa bé đi tiêm phòng vaccine, thì điều đó có nên không thưa bác sĩ? Thực tế thì nếu mình đi chơi ngắn ngày thì chắc không cần. Tuy nhiên có một số vấn đề chúng ta phải chú ý này. Nếu chúng ta đến một số vùng mà chúng ta thấy là những nơi đó mà thường rằng chúng ta đến hay ăn những cái món ăn mà gây rối loạn tiêu hóa, hay là những nơi mà chúng ta nghi ngờ rằng có vấn đề về dịch bệnh đường ruột, tả thương hàn, thì chúng ta cũng nên là có thể tiêm phòng trước cái vaccine ngừa tả và vaccine ngừa thương hàn cho các thành viên để mà chúng ta chuẩn bị. Hoặc là nếu chúng ta đi du lịch xa ở những cái nước mà nó có một số chứng bệnh mà truyền nhiễm, ví dụ như là chúng ta du lịch ở một số nước vùng châu Phi chẳng hạn, ví dụ nhé, ở đó có dịch bệnh sốt vàng, hay là những nơi nào mà theo các tổ chức y tế ta khuyến cáo, thì lúc đó có thể là đi tiêm ngừa sốt vàng, vân vân. Vậy thì mình tiêm ngừa ở đâu? Mình có thể đến bất kỳ cơ sở y tế nào để mình tiêm ngừa, ví dụ như là trung tâm y tế dự phòng thành phố, rồi quận huyện, hay là các bệnh viện hay viện Pasteur. Tuy nhiên chú ý, nếu mình đi du lịch nước ngoài thì các bạn phải nhớ rằng là phải tiêm phòng tại trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế nếu các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh, là bởi vì chỉ có trung tâm này mới sau khi tiêm phòng sẽ cấp cho các bạn một cái giấy gọi là giấy xác nhận tiêm phòng, và các bạn phải có giấy đó mới qua được những cái nước mà có cái dịch bệnh. Đi tắm biển hay là đi công viên nước cũng là một trong những điểm đến mà ngày Tết người ta thường lựa chọn. Vậy trong những trường hợp mà bị đuối nước thì chúng ta cần xử lý như thế nào thưa bác sĩ? Nếu mà chúng ta biết bơi thì chúng ta sẽ xem cái tình hình lúc đấy để mà xuống để cứu giúp nạn nhân vào bờ. Còn nếu như rằng là chúng ta không biết bơi thì lúc đó một mặt thì chúng ta vẫn là vừa la to lên để mọi người xung quanh đến cứu giúp cho nạn nhân, và sau đó chúng ta tìm trên bờ những cái vật dụng nào có thể giúp bệnh nhân, ví dụ như là cái xào, cái tre, hay là cuộn dây thừng, hay là những cái vật nhẹ nổi trên mặt nước mà chúng ta ném về phía nạn nhân và để giúp cho nạn nhân vào trong bờ. Nếu như có hai người thì một người sẽ hà hơi thổi ngạt và một người là xoa bóp tim và lồng ngực. Đó là như thế. Còn nếu chúng ta chỉ có một mình chúng ta thì chúng ta phải vừa động tác là vừa xoa bóp tim và lồng ngực và vừa hà hơi thổi ngạt. Như vậy luân phiên nhau để mà có thể giúp cho bệnh nhân là tim đập trở lại và bệnh nhân thở trở lại bình thường. Là nếu bệnh nhân mà đã qua được cơn nguy khốn thì ta chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất. Thì Huyền thấy có một cái nơi mà mọi người cũng hay lựa chọn đi chơi, ví dụ như là những cái vùng sâu, vùng xa, những cái nơi hoang, càng hoang dã thì lại càng có nhiều cái sự nguy hiểm. Ví dụ như là rừng nhiệt đới hoặc là về miền Tây chẳng hạn thì có những cái con côn trùng mà lại có nọc rất là độc, ví dụ như là rắn, rết hay là ong chẳng hạn. Thì trong trường hợp bị những cái con có nọc độc rắn cắn như vậy thì chúng ta phải xử lý ra sao thưa bác sĩ? Thứ nhất, chúng ta phải khẳng định cái côn trùng đó hoặc là cái động vật đó là loại gì, đó là phải khẳng định trước. Và nếu như chúng ta bắt được hay là chúng ta chụp hình được hay là chúng ta đánh chết được thì giả sử thì chúng ta cũng nhận dạng, để sau này giả sử rằng chúng ta chuyển nạn nhân mà đến cái cơ sở y tế thì các bác sĩ thầy thuốc có thể biết được là cái động vật gây hại là như thế này, và ta có cách cứu giúp cho nó phù hợp sơ cứu. Cái chỗ cắn đó là mình rửa, mình sát trùng, rửa thật nhiều bằng nhiều nước và xà phòng để sát trùng bằng cồn, được chưa? Rồi sau đó là mình có cái mình đem cái băng ép ấy, tức là băng thun ấy, thì mình băng ép băng thun lại để ngăn ngừa cái việc mà cái máu ở vùng đấy nó lan truyền nọc độc đến cơ thể quá nhanh và gây tổn hại đến cơ thể. Và bệnh nhân trong hợp này tốt nhất là bất động, nằm im, bởi vì khi nằm im như vậy đó thì máu nó lưu chuyển chậm hơn. Còn nếu bệnh nhân cố gắng cựa quậy, la hét, nhảy lên thì như vậy thì máu nó chạy về tim rất là nhanh, tức là nọc độc về tim rất nhanh. Và cuối cùng là tốt nhất là sau khi mình sơ cứu xong là chuyển nhân đến cơ sở y tế để mà chăm sóc và theo dõi và điều trị.
Như vậy thì trước khi đi du lịch là chúng ta cần phải tìm hiểu cái cơ sở y tế của cái địa phương đó như thế nào để trong trường hợp xấu nhất là chúng ta có thể nhanh chóng kịp thời chuyển bệnh nhân đến nơi đó, đúng không ạ? Có một vấn đề nữa cũng rất là thường gặp trong ngày Tết mà đặc biệt là trẻ em, đó là các em hay chơi giỡn với nhau, rồi hay sử dụng những vật sắc nhọn, hay sử dụng như súng đồ chơi này nọ, bắn thì gây nên những tổn thương. Trong trường hợp như thế thì chúng ta cần đề phòng và cần sơ cứu như thế nào thưa bác sĩ? Thì trong hợp này mình sơ cứu bằng cách là mình cũng làm sạch cái nơi đó, rồi chúng ta cũng băng bó và khử trùng, rồi chuyển cơ sở y tế. Tuy nhiên rằng nếu cái vết thương đó nhỏ gọn thì chúng ta có thể để thành viên trong đoàn ở trong đoàn và cái sinh hoạt tiếp tục. Rồi sau đó nhanh chóng khi mà mình về đó, mình chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế để được tiêm phòng uốn ván. Tuy nhiên ở đây cần phải chú ý, nếu như trẻ bị thương ở những cái mô, ở những cái phần rất nhạy cảm, ví dụ như mắt chẳng hạn, thì nhanh chóng là sau khi chúng ta rửa mắt bằng cái nước sinh lý mà người ta mang theo và băng bó cái mắt bị tổn thương và chuyển đến bệnh viện kịp thời, bởi vì tổn thương mắt là tổn thương không thể chờ đợi mà chúng ta phải đến ngay cơ sở y tế, tức là bệnh viện chuyên khoa mắt hay là khoa mắt cùng bệnh viện nào đấy để được chăm sóc và điều trị, chứ không thì bị tổn thương mắt sau đó sẽ nó dẫn đến những cái hậu quả đáng tiếc. Khi đi du lịch xa, chuyện ăn uống trong suốt hành trình cũng rất quan trọng, nhất là với những chuyến đi của cả gia đình với các thành viên ở nhiều độ tuổi khác nhau. Bởi nếu ăn không quen hay thức ăn bẩn sẽ gây dị ứng, mẩn đỏ, ngứa, thậm chí là ngộ độc thực phẩm dẫn đến tử vong. Thưa bác sĩ, vậy thì trong trường hợp mà chúng ta bị ngộ độc thực phẩm thì chúng ta phải làm như thế nào ạ? Là nếu bất kỳ thành viên trong đoàn nào có dấu hiệu ngộ độc, dễ bị ngộ độc là sao? Là có thể đau lâm sâm bụng, có thể là rối loạn tiêu hóa kèm theo là tiêu chảy, đúng không nào? Nôn hay buồn nôn, và thậm chí có thể là có dấu hiệu thần kinh, dù hoa mắt, chóng mặt, đau đầu được trị, tức là đó tức là cảm thấy trụy mạch đấy. Thì trong trường hợp này thì thứ nhất là nếu mình xem là rõ ràng bệnh nhân trước đó hay có ăn hay là đang ăn, thì ngay lập tức hay là trong quá trình ăn thì ngay lập tức chúng ta phải ngưng sử dụng thực phẩm, mà không phải chỉ thành viên nó ngưng, mà tốt nhất tất cả thành viên trong đoàn đều nên ngưng theo, tức là ngưng sử dụng thực phẩm. Cái thứ hai là xem coi là bệnh nhân tình trạng nhân như thế nào để mà chúng ta đáp ứng cái vấn đề bệnh nhân mắc phải. Ví dụ bệnh nhân bị nôn hay buồn nôn hay là bệnh nhân bị tiêu chảy thì ngay lập tức chúng ta phải bù nước cho bệnh nhân. Mà cái bù nước tốt nhất là nếu như trong đoàn chúng ta ngay từ đầu có mang theo gói Orezon, thì chúng ta cứ pha một gói đó với một lít nước sạch, tức là nước đun sôi để nguội hay là nước uống đóng chai, và chúng ta bệnh nhân uống từ từ để bệnh nhân bù lượng nước đã mất. Nếu giả sử chúng ta không có nước này thì sao, thì chúng ta có thể lấy nước đóng chai cũng được, hoặc bù nước. Mà nếu như giả sử rằng không có nữa thì sao, thì chúng ta có thể mua một loại nước khác hay là nước trái cây cũng được để cho bệnh nhân uống và bù lại lượng nước đã mất. Cái thứ ba, nếu bệnh nhân tiêu chảy quá nhanh, quá ồ ạt, thì lúc này chúng ta có thể dùng các loại thuốc mà nó liên quan đến vấn đề tiêu chảy. Đó là một số cách sơ cứu. Tuy nhiên khi chúng ta đi chơi thì chúng ta luôn đề phòng tối đa để tránh trường hợp này. Vậy đâu là những vấn đề mà chúng ta cần chú ý trong việc ăn uống thưa bác sĩ? Điều đầu tiên là thứ nhất là chúng ta xem coi rằng trong đoàn chúng ta cái thực phẩm chúng ta mang theo, thứ nhất là nó có phù hợp với các thành viên trong đoàn hay không. Và nếu như không phù hợp với một vài thành viên thì một số thành viên mà không phù hợp phải chuẩn bị là thực phẩm tương ứng với họ. Ví dụ là trẻ con hay là người già hay là bệnh nhân cao huyết áp chẳng hạn, hay là bệnh nhân tiểu đường chẳng hạn, hay là bệnh nhân bị hen suyễn chẳng hạn, tức là chuẩn bị thực phẩm phù hợp. Cái thứ hai là phải sạch, hay được gọi là vệ sinh an toàn thực phẩm. Tức là phẩm, các loại thực phẩm đó tốt nhất là chúng ta dùng các loại thực phẩm mà đã được chế biến chín hoặc là đóng hộp mà khử trùng đàng hoàng. Đấy là cái thứ hai mà chúng ta chú ý. Cái thứ ba là trong các loại mà thức ăn ta mang theo mà giả sử có một số loại thực phẩm ăn sống, ví dụ rau đấy, hay là các loại mà thực phẩm mà trong đoàn chúng ta các thành viên thức ăn sống, thì chúng ta phải chế biến thật là sạch, đảm bảo rằng là không mang theo những cái tác nhân gây nhiễm trùng cho các thành viên trong đoàn. Cái thứ tư là nước uống là chúng ta nên mang theo. Giả sử cái nơi chúng ta đến là cái nơi mà có bán nước thì chúng ta mua nước. Tất nhiên nước nó phải là đóng chai khử trùng và sạch là đun sôi. Còn nếu những nơi đó chúng ta biết rằng ta đi chơi rừng chẳng hạn thì không có nước đâu, thì ta phải mang theo nước uống đóng chai. Và nước đó phải đảm bảo rằng cái mức độ tinh khiết để mà các thành viên trong đoàn không thể bị nhiễm khuẩn. Và cuối cùng là chúng ta nên mang theo một số vật dụng khác mà cần để mà chế biến trong quá trình mà chúng ta, ví dụ như là tấm bạc để ngồi này, rồi cái găng tay mà lại găng tay dùng một lần ấy, để mà trong lúc chúng ta chế biến thực phẩm cho đoàn ăn, đúng không, để mà sạch sẽ. Rồi giả sử chúng ta có mang theo là chén đũa dùng một lần đấy, và cuối cùng là nên mang theo cái loại mà ta kêu là xà phòng khử trùng tay nhanh. Tức là trong siêu thị có bán, tức là vào siêu thị những cái chai ren, chúng ta cứ đến đó các thành viên trước khi ăn thì cho một cái vài ml vào tay rồi xoa đều hai tay như vậy chúng ta khử trùng mà không cần phải dùng nước. Còn tất nhiên những nơi nào đến có nước thì chúng ta rửa tay bằng nước sạch và xà phòng trước khi ăn.
Quả thật là hôm nay bác sĩ đã cho chúng ta rất nhiều những cái ý tưởng mà chúng ta cần phải lưu ý khi đi chơi xa rồi, và không Diễm, đầy đủ quá rồi đó. Đúng rồi chị, và ngoài cái việc vui thì việc giữ an toàn cũng là một cái điều rất là cần thiết. Và hy vọng rằng với những chia sẻ vừa rồi thì quý vị sẽ có được cái hành trang để cho mình có được một mùa xuân thật là tuyệt vời cùng với gia đình và người thân của mình. Xin cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ vừa rồi. Xin cảm ơn Ngọc Diễm, cảm ơn Khánh Huyền và cảm ơn quý khán giả của chương trình Thành phố hôm nay.